Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Trong 6 ngày, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 54.000 F0 từ 1,4 triệu mẫu xét nghiệm. Tại họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 chiều ngày 28 tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, từ 23 tháng 8 đến nay, thành phố đã lấy 1.436.922 mẫu test nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính SARS-CoV-2, tỷ lệ trên dưới 3,5%. Tính đến sáng ngày 28 tháng 8, thành phố đã có 194.596 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, bao gồm 194.159 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 437 người nhập cảnh. Hiện thành phố đang điều trị cho 38.559 bệnh nhân, trong đó có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Ngày 27 tháng 8, có 2.236 bệnh nhân xuất viện, tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ 1 tháng 1 đến nay là 99.955 người, 287 người chết trong ngày, tổng số ca tử vong cộng dồn đến nay là 8.097. Về tiêm vaccine, đến ngày 27 tháng 8, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm là 5.806.990, trong đó tổng số mũi 1 là 5.533.223 mũi, mũi 2 là 273.767, số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền đã được tiêm là 615.139. Ngày 28 tháng 8, thành phố đã tập trung được 660 người lang thang và 186 người cai nghiện ma túy vào các cơ sở để tránh dịch bệnh lây lan. Thành phố cũng đã chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, mỗi túi gồm thuốc, lương thực, thực phẩm, đảm bảo không bỏ sót những trường hợp khó khăn. Từ 23 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 11 về tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo nghị quyết 86 của chính phủ, theo 4 phương châm: triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả. Ngày 28 tháng 8, số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước giảm 804 ca, hơn 12.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.375, tổng số ca được điều trị khỏi là 210.989. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.408, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.065, thở oxy dòng cao HFNC 1.310, thở máy không xâm lấn 88, thở máy xâm lấn 921, ECMO 24. Trong ngày, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 352 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 271, Bình Dương 38, Đồng Nai 16, Tiền Giang 15, Long An 4, Đồng Tháp 2, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 1, Bến Tre 1, Nghệ An 1, Thừa Thiên Huế 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 624.775 xét nghiệm cho 706.629 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 12.147.137 mẫu cho 31.447.580 lượt người. Trong ngày 27 tháng 8, có 304.176 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.151.122 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.822.691 liều, tiêm hai mũi là 2.328.431 liều. Từ 18 giờ ngày 27 tháng 8 đến 18 giờ ngày 28 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.103 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 12.097 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 5.481, Bình Dương 4.049, Đồng Nai 797, Long An 451, Tiền Giang 241, Đồng Tháp 143, Đà Nẵng 109, Khánh Hòa 92, Quảng Bình 90, Kiên Giang 77, Nghệ An 70, Hà Nội 61, Đắk Lắk 60, Bình Thuận 49, Cần Thơ 37, Bà Rịa Vũng Tàu 35, Bến Tre 25, Thừa Thiên Huế 24, Thanh Hóa 22, An Giang 20, Phú Yên 16, Sóc Trăng 16, Quảng Ngãi 15, Bạc Liêu 13, Quảng Nam 13, Trà Vinh 13, Bình Phước 13, Hậu Giang 11, Bình Định 11, Đắk Nông 8, Vĩnh Long 6, Ninh Thuận 6, Hà Tĩnh 6, Cà Mau 5, Long Đồng 4, Lạng Sơn 3, Gia Lai 2, Bắc Ninh 2, Bắc Giang 1, trong đó có 6.468 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 98 ca, Bình Dương giảm 138 ca, Đồng Nai giảm 199 ca, Long An giảm 3 ca, Tiền Giang giảm 71 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam,
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 422.469 ca nhiễm, đứng thứ 60 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 204.964, Bình Dương 98.794, Đồng Nai 22.264, Long An 20.400, Tiền Giang 9.062. Bản tin COVID-19 tối ngày 28 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 5.481 ca nhiễm mới. Tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 8 đến 18 giờ ngày 28 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.481 trường hợp nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 204.964 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố. Sở Công Thương vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 từ ngày 13 tháng 8 trở về trước được tham gia hoạt động trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội. Đội ngũ shipper thông thạo mạng lưới giao thông sẽ giúp vận chuyển hàng hóa đến từng hộ dân tốt hơn. Trong điều kiện giãn cách, mỗi shipper có thể nhận giao 20-25 đơn một ngày. Nếu huy động được 25.000 shipper, có khả năng phục vụ nhu cầu khoảng 500.000-650.000 hộ gia đình. Bên cạnh đó, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ cũng đồng ý để thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho shipper được hoạt động tại thành phố Thủ Đức và 7 quận huyện vùng đỏ để đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân. Hàng ngày từ 5 giờ đến 6 giờ sáng, các shipper này phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính sẽ được hoạt động. Riêng lực lượng shipper tại 14 quận huyện thuộc vùng xanh vẫn tổ chức từ trước đến nay nhưng phải tăng cường xét nghiệm 2 lần một tuần. Thành phố đang nỗ lực thực hiện xét nghiệm để phát hiện sớm F0 và đưa vào quản lý, chăm sóc, điều trị phù hợp nên số lượng F0 sẽ tăng trong khoảng thời gian này. Người dân cần bình tĩnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính và thực hiện cách ly, dùng thuốc đúng cách theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Những trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, vaccine, đảm bảo giãn cách, ai ở đâu thì ở đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Tất cả hãy cùng chung tay ủng hộ và chung sức cùng chính quyền thành phố vượt qua đại dịch COVID-19. Hai người chết ở Nhật Bản sau khi tiêm vaccine Moderna nhiễm tạp chất. Bộ Y tế Nhật Bản hôm 28 tháng 8 cho biết rằng hai người đã chết sau khi tiêm vaccine Moderna nằm trong các lô vaccine bị đình chỉ do nghi vấn nhiễm chất lạ. Hai người đàn ông ở độ tuổi 30 đã chết trong tháng này sau vài ngày nhận được liều Moderna thứ hai. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong một thông cáo, cả hai người này đều được tiêm một mũi vaccine nằm trong ba lô Moderna bị đình chỉ ở Nhật Bản. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra, theo Reuters. Trước đó, hãng vận tải ANA của Nhật Bản cho biết khoảng 4.700 liều của lô vaccine Moderna bị đình chỉ đã được tiêm cho người dân. Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin tạp chất được tìm thấy trong lô vaccine Moderna của nước này có thể là một loại bột kim loại. Nhật Bản đã quyết định đình chỉ sử dụng 1,63 triệu liều vaccine Moderna hôm 26 tháng 8. Động thái này được đưa ra sau hơn một tuần khi nhà phân phối trong nước Takeda Pharmaceutical nhận được thông báo về có chất lạ trong một số lọ vaccine. Số vaccine này đã được vận chuyển đến 863 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Phía Moderna tin rằng sự cố liên quan đến dây chuyền sản xuất của Rovi, công ty sản xuất và đóng gói vaccine ở Tây Ban Nha. Rovi cho biết đang điều tra về vụ việc. Nước này đã ngưng tất cả các hoạt động tiêm chủng theo kế hoạch vào ngày 26 tháng 8. Trước đó, chính phủ Nhật Bản và Moderna cho biết không phát hiện vấn đề an toàn hoặc hiệu quả nào. Việc đình chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Quyết định ngưng sử dụng hơn 1,6 triệu liều vaccine Moderna được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Suga đang bị chỉ trích vì chậm triển khai chiến dịch vaccine hồi đầu năm. Nhật Bản đang chiến đấu với làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất do biến chủng Delta gây ra. Số ca nhiễm mới hàng ngày lần đầu tiên vượt quá 25.000 trong tháng này.